mọi người biết cái thương hiệu chống nắng này rồi chứ. Trời ơi, cái chống nắng này mà không biết nữa thì thôi luôn đó mọi người ơi. Dòng sản phẩm chống nắng của Nhật cái tên gọi là Anessa nha. Dòng này thì phủ rộng, dịu nhẹ, an toàn và xài rất là mê luôn. Hầu như là khách em á, 10 khách mua sản phẩm này thì ưng ý 10 luôn, không có một điểm chê. Là công nghệ độc quyền từ AutoWell nha mọi người. Dòng sản phẩm này nó sẽ có kết cấu gel dầu ẩm thấm nhanh thoải mái trên da, mùi trái cây tươi mát không cần tẩy trang, chống bụi ô nhiễm rất là tuyệt vời. Tinh chất của dòng sản phẩm này là tinh chất từ thiên nhiên, giúp giữ ẩm da đến 16 giờ, ngăn chặn lão hóa, cấp nước cho da và giúp cho da tái tạo đi những cái màng lọc trên cái da của mình, làm da của mình khỏe hơn, bảo vệ hoàn hảo cho làn da. SPF 50 cộng và PA 4 dấu cộng. Dòng này sẽ có 90g, đây mới nhất luôn. Khi mà mọi người mua cái em này về thoa lên da thôi, trời ơi, chỉ cần thoa lên trước 30 phút khi ra đường, đảm bảo luôn da sẽ được bảo vệ những làn da nám đồ mồi tàn nhang hoặc là những làn da mụn ẩn gì đó đều có thể sử dụng được. Cái em này nè, khi mà mọi người á thoa lên á, không có cảm giác bớt rít hoặc là không có cảm giác là nhớt hoặc là không có một cái cảm giác gì mà nó bí bách trên làn da cả. Nó thoáng thông thoáng vô cùng, giống như là một cái lớp nước nó phủ trên da, nó mát, nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng lắm nha mọi người ơi. Nhanh tay đặt hàng chứ không là hết hàng cái em Anessa này. Đây là cái phiên bản rất là mới luôn, rất là mới, nên mấy chị á mua hàng nên cẩn thận khi mà mua về. Có cái tem phụ nè, rồi cái tem của hãng nè, nhái rất nhiều luôn, giống nhau tới 80-99% lận. Mua phải đúng chính hãng để mình xài cho hiệu quả nha. Kem dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm mới nhất, lưu ý giùm em, giá cả cực kỳ bình dân. Mua hàng tại đây liên hệ 0355 838057, Facebook Trần Thị Alice.